Kính chào quý vị và các bạn. Trong thực tiễn thì các bạn thấy đấy, không phải tất cả mọi chuyện tưởng rằng là nhỏ. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta không hiểu và chúng ta nghĩ nó nhỏ nhưng nó sẽ vi phạm pháp luật. Hôm nay tôi sẽ đọc cái bài báo bi kịch vì làm giả đơn ly hôn để dọa vợ, để nói vào trong trường hợp này. Một cái câu chuyện tưởng chừng như là rất là đùa, và cuối cùng nó lại ra một cái câu chuyện là hình sự. Và khi đọc cái câu chuyện này thì tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Các bạn biết không, khi mà tôi nộp đơn ly hôn và khi hai bên vợ và chồng đồng thuận ly hôn thì dĩ nhiên giữa họ có một cái sự mâu thuẫn. Và sau này thì họ lại, họ trích sao cái bản sao cái quyết định ly hôn. Họ bảo rằng là để cho hợp pháp hóa, bây giờ em chuẩn bị đi nước ngoài, để cho hợp pháp hóa thì bây giờ chị làm ơn chị làm giả cái, chị lùi cái thời hạn để trong cái thời gian em yêu với cái người nước ngoài đó cho nó dài ra. Tôi bảo không được, cái đó là vi phạm pháp luật. Có những cái câu chuyện mà hiện tại của một tòa án quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, vì một cái lý do gì đó mà họ đã, anh thư ký của tòa án đã làm giả, không phải là làm giả, anh sửa cái ngày tháng, dẫn đến cái hành vi vi phạm pháp luật. Còn trong trường hợp mà tôi chuẩn bị đọc cho quý vị và các bạn xem đây, thì đó là một cái hành vi mà tôi cho rằng là nếu mình biết trước được, mình ngăn ngừa được, thì có lẽ cái câu chuyện về tù tội nó sẽ không xảy ra. Bài báo này tôi viết, tôi đọc cho quý vị trên trang số 7 ngày 10 tháng 1 năm 2019. Không chỉ bản thân vướng vào lòng lao lý mà bị cáo còn kéo thêm hai người khác phải hầu tòa. Câu chuyện nó xoay quanh cái vấn đề một anh đi mong muốn ly hôn, tuy nhiên rằng là anh chỉ mong với mục đích là cầm cái bản án, cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của để mà hù vợ. Tuy nhiên thì có một cái sự tham gia, tôi cho rằng có một cái sự tham gia của một người bạn có cái quyết định công nhận sự thỏa thuận và có cả cái máy photo, máy scan để làm cái dấu đó nữa, cho nên nó ra một cái vướng vào một cái vòng lao lý mà theo tôi rằng là cái việc này thì không đáng có. Kính thưa quý vị và các bạn, thì bài bi kịch làm giả đơn ly hôn để dọa vợ thì đó là một cái của phóng viên Tuyến Pha trên báo Pháp Luật và Cuộc Sống, Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình đã xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Linh 24 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc và Trần Thị Loan cùng 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Điều hy hữu là nguyên nhân phạm tội của bị cáo Linh chỉ xuất phát từ lý do để hù dọa vợ trong lúc mâu thuẫn, làm giả đơn ly hôn. Thật ra thì đúng là làm giả cái quyết định của tòa thì đúng hơn. Theo đó, do mâu thuẫn với vợ là chị NTH hiện đang lao động tại Nhật Bản nên bị cáo Linh nảy sinh ý định làm giả quyết định thuận tình ly hôn để dọa vợ. Tháng 3 năm 2018, Linh đến nhà bị cáo Ngọc hỏi mượn quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa Ngọc và chồng cũ để làm giả, mặc dù biết ý định của Linh nhưng Ngọc vẫn đồng ý. Các bạn ạ, trong cái việc mà nguyên đơn nộp đơn khởi kiện ở tòa thì nếu trong trường hợp bị đơn là chồng là vợ không đồng ý thì nếu đồng ý thì có cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Cái quyết định này là của một người bạn. Còn nếu như trong trường hợp cả hai bên đương sự, nguyên đơn và bị đơn không thể thỏa thuận được, không thể ly hôn được thì tòa án đưa quyết định ra xét xử và có một cái bản án. Và đây là một cái bản án, cái quyết định công nhận sự thỏa thuận, tức là có sự đồng ý của người vợ và người chồng. Tiếp đó thì Linh đã mang tờ quyết định ly hôn của Ngọc đến nơi làm việc. Dựa trên cái quyết định này, soạn ra một cái quyết định công nhận
thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận giữa các đương sự. Mang danh Tòa án Nhân dân huyện Vũ Thư ghi nguyên đơn là Vũ Mạnh Linh, bị đơn là NTH. Các bạn ạ, khi mà chúng ta dùng cái thủ tục scan hoặc là copy thì rõ ràng cái nó nếu như trong trường hợp thô sơ thì nó sẽ thấy một cái sự chấp vá. Văn phòng tôi cũng vậy đó, cũng đặt một máy photo. Tuy nhiên nếu ai đó bảo rằng là chị che lại những cái thông tin này thì tôi bảo quý vị tự che, quý vị tự xóa rồi mình sẽ photo để tránh những trường hợp là mang tiếng sẽ là đồng phạm với cái người có cái hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó Linh dùng điện thoại di động chụp ảnh con dấu và chữ ký của thẩm phán trên tờ quyết định mượn của Ngọc, chuyển tải vào máy tính, ghép vào tờ quyết định của Linh vừa soạn thảo. Do không biết căn chỉnh về độ sáng, độ nét, xóa mờ của những nét đen ở tờ quyết định giả, Linh đã gặp và nhờ bị cáo Loan chỉnh sửa giúp. Loan biết Linh chưa có vợ, Loan biết Linh đã có vợ, chưa ly hôn và tờ quyết định trên là do làm giả để dọa vợ. Nhưng vì cả nể nên bị cáo vẫn sử dụng phần mềm Photoshop để giúp Linh. Đây là một cái bài học cho các bạn dùng Photoshop. Photoshop sử dụng vào mục đích không có vi phạm pháp luật thì bình thường. Còn nếu như trong trường hợp các bạn nào biết Photoshop mà sử dụng để scan một cái dấu, con dấu thì rất là nguy hiểm các bạn ha. Bị cáo Linh tiếp tục nhờ một đồng nghiệp in màu quyết định trên thành hai bản, sau đó mang về nhà chụp ảnh bằng điện thoại và gửi qua mạng xã hội Facebook cho vợ. Thấy vậy chị Hát gọi điện thoại nói với mẹ chồng về sự việc trên. Sau đó chính mẹ của bị cáo đã mang hai quyết định ly hôn mà Linh làm giả giao nộp cho cơ quan công an để đề nghị làm rõ. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định. Kết luận giám định cho thấy hình dấu tròn và chữ ký thẩm phán trên quyết định mà Linh làm giả là do sao chụp lại. Các bạn thấy không? Nếu như trong trường hợp các bạn làm giấy giả và sau đó là in cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không dấu mộc là cũng không là vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này thì bị cáo do muốn hù dọa vợ mà đã Photoshop cái dấu của tòa án và trên cái văn bản đó nó không có tính pháp luật và cái con dấu đó là dấu giả thì mình sẽ vi phạm pháp luật. Và công an đã vào cuộc. Tòa tuyên nặng hơn viện kiểm sát đề nghị. Tại tòa, cả ba bị cáo Linh, Ngọc và Loan đều khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Linh từ 6 đến 9 tháng tù. Hai bị cáo còn lại từ 6 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ. Lời nói sau cùng, Linh thừa nhận do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã làm giả quyết định ly hôn, mục đích là để chỉ dọa vợ, chứ không có ý định nào khác. Bị cáo phạm tội lần đầu, vợ đi làm xa, đang phải nuôi con nhỏ và rất hối hận về hành vi của mình. Do vậy, đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy hành vi trên của bị cáo là xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan pháp luật, đặc biệt là cơ quan tòa án trong hoạt động chuyên môn. Do đó, cần áp dụng hình thức tương xứng với hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo để cải tạo, giáo dục và cho bị cáo thấy sự nghiêm minh của pháp luật. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, bị cáo không có sự bàn bạc từ trước và thực hiện hành vi phạm tội một cách bộc phát. Tuy nhiên, để có hình phạt phù hợp cần phân hóa vai trò từng bị cáo. Trong đó, Linh giữ vai trò chính, Ngọc và Loan giữ vai trò thứ hai trong vụ án. Đối với Linh, hội đồng xét xử cho rằng cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới có tác dụng răn đe, cải tạo và giáo dục. Hai bị cáo còn lại có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ, nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Sau sơ thẩm, Linh đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ được xử vào ngày 1 tháng 6 tới. Thưa quý vị và các bạn, có những cái điều luật quy định mà chúng ta nếu trong trường hợp cái khả năng nhận thức hạn chế thì chúng ta không biết, và khi mà chúng ta làm thì thật ra chúng ta cũng không nghĩ đến cái việc đó là vi phạm pháp luật đâu.
Và đây cũng là một trong những cái dạng tuyên truyền pháp luật mà chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đưa đến cho quý vị và các bạn. Nói tóm lại, trong cái hồ sơ này thì để hù vợ thì một anh A đã làm giả cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, và sau đó thì cái quyết định này thì có một, trước đây một người bạn đã có một cái quyết định và cho anh mượn, và một người bạn khác lại dùng cái Photoshop để mà chỉnh sửa cái dấu của tòa, dấu mộc của tòa. Và phát hiện sự việc trên thì người vợ đã nhờ đến cơ quan pháp luật và bị cáo bị tù về cái hành vi làm giả chứng từ theo quy định của điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Tội làm giả con dấu tài liệu. Người nào làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức, hoặc sử dụng con dấu tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng mong muốn, cũng khát khao và chắc chắn là cái việc tội làm giả giấy tờ tôi cũng đã đi cho quý vị và các bạn một vài lần rồi. Hy vọng rằng là chúng ta biết để chúng ta tránh, và chúng ta biết cái hành vi vi phạm pháp luật để chúng ta né. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.